Anh nói coi, nếu cô ấy không phải con gái của bố nuôi tôi, tức là không phải em gái nuôi của tôi, vậy thì tốt quá rồi. Vừa mới nói cái gì đó quên rồi sao? Sợ một chút thôi. Bố cháu đang đợi cháu trong phòng sách trên tầng 2. Tôi đưa cháu lên. Hai người không còn việc gì nữa để Thiệu Nam đưa hai người về. Khoan đã, hai người họ là người có ơn cứu mạng với tôi đó. Tôi đưa họ về đây mà không cho họ vào nhà thì mất lịch sự lắm. Để họ làm việc đi, không có gì phải làm hết. Chúng tôi về trước nha, đừng có nói nữa, đi thôi. Không biết đi sao, nè Khả Hưng. Như vậy đi, cháu vào trong đợi tôi trước. Tôi có vài lời muốn nói chuyện với họ. Một chút nữa để họ đợi cháu trong sảnh, được không? Cậu là Mục Thanh đúng không? Chú mắt kính, ai cho hai cậu tới đây? Chú mắt kính làm gì vậy? Vào trong đi. Được rồi, tới liền. Nhanh lên đi chú mắt kính. Được rồi, tới đây. Ông ta chính là mắt kính, rất gian manh. Lát nữa nói chuyện phải cẩn thận đó. Nhìn ra rồi. Đi thôi. Ôi trời ơi, đẹp thiệt đó. Đây là chỗ bố nuôi tôi ngồi đúng không? Nhược Sơn, cậu cũng tới đây lần đầu sao? Chủ yếu là lúc trước địa điểm mỗi lần gặp bố nuôi đều không cố định. Dạ cảm ơn. Cảm ơn. Đều không cần phải thở sao? Nơi này chắc là có quy định riêng của họ. Chắc chắn là như vậy. Anh coi, việc kinh doanh của bố nuôi lớn như vậy mà, những việc cảnh giác này cần phải có. Thường ngày tứ trụ kim cang cũng rất khó để gặp được ông Âu sao? Bố nuôi chỉ chữ chú mắt kính ở bên cạnh mình, những người khác cũng rất khó gặp được ông ấy. Bố của cháu đang ở bên trong đợi cháu. Cháu vào đi. Bố, con nhớ bố lắm. Chú mắt kính. Nếu đã tới đây rồi, vậy thì nói vài câu đi. Tối hôm qua, chúng ta lại có thêm 3 địa điểm bị triệt phá. Cứ tiếp tục như vậy, việc kinh doanh không cần phải tiếp tục nữa. Xem chú mắt kính nói kìa. Có chú mắt kính ở đây, có vấn đề gì không giải quyết được hay sao? Cách nịnh nọt của cậu chỉ thiếu một chút ít này thôi. Tôi đã nghe nói về cậu từ rất lâu. Cậu là một cố vấn bên cạnh của Nhược Sơn, đã giúp cho Nhược Sơn quản lý việc kinh doanh gọn gàng nề nếp. Chú mắt kính, tôi chỉ đơn giản đưa ra chút ý kiến thôi. Những việc kinh doanh đều là Nhược Sơn đang dạy tôi. Nhưng mà nếu không có các tiền bối giúp đỡ thì chúng tôi làm sao có được ngày hôm nay, có phải không? Phải đó. Những lời dễ nghe thì không cần phải nói nữa đâu. Sau này theo Nhược Sơn học cách kinh doanh cho nhiều vào. Tôi phải nói với hai cậu, việc mà hôm nay hai cậu làm gọi là không biết phép tắc, vốn chỉ là không nên phát sinh trên người của hai cậu. Tôi sai rồi. Sao lại về đột ngột vậy? Thì là bởi vì con nhớ bố. Sao lại có phản ứng như vậy? Nếu không nhờ Mục Thanh, có lẽ bố đã không gặp được con. Có chuyện gì vậy? Nói nghe đi. Chú mắt kính, nếu đã đưa cô Âu về rồi, vậy thì chúng tôi về trước đây. Về sao? Chú mắt kính, cũng lâu lắm rồi tôi không gặp bố nuôi. Tôi cũng muốn cùng ăn một bữa cơm chứ ông ấy. Hôm nay công việc của ông Âu tương đối nhiều, hôm khác sẽ mời cậu nha. Uống trà xong thì gọi Thiệu Nam đưa hai cậu về. Biểu cảm gì vậy? Hôm nay não của cậu bị uống nước phải không? Chú mắt kính đã nói như vậy rồi, cậu nghe cậu không hiểu. Sao tôi lại nghe không hiểu? Trong một năm trời khó khăn lắm mới gặp được ông ấy, không lẽ bây giờ tới đây rồi lại bỏ về? Ngồi xuống đi. Thiệt tình, trước khi cậu gặp được tôi, cậu làm thế nào mà sống sót được vậy? Chú mắt kính đã nói rồi, uống trà xong rồi đi, ngồi thêm chút nữa thôi. Bố, Mục Thanh đang ở dưới nhà đó. Bố có muốn gặp anh ấy không? Không cần gặp đâu. Ngày mai con hãy quay về đi. Khó khăn lắm con mới về đây, cũng không thương lượng được gì cả, đã kêu con đi ngay lập tức rồi. Bố không quan tâm tới cảm nhận của con sao? Bố kêu con về sao? Trước khi con quyết định quay về, có thương lượng với bố hay không? Nếu không phải bố nhận được tin trước cho người đi đón con, thì con nghĩ bây giờ con đang ở đâu? Mười mấy năm trời không gặp, bố đối xử với con gái của mình vậy hả? Bố là muốn tốt cho con. Vậy còn mẹ con? Bố giúp hai mẹ con ở nước ngoài cũng là chỉ muốn tốt sao? Bà ấy chết rồi, con vẫn còn sống. Cách làm của bố không có lỗi với bà ấy, cũng không có lỗi với con. Bố không có lỗi sao? Mắt kính, thưa ông, sắp xếp nơi ở cho cô chủ. Sáng sớm ngày mai đưa nó ra sân bay. Khả Hân, Khả Hân, Khả Hân, Khả Hân nghe lời đi. Khả Hân, cháu đừng có giận. Bố cháu chắc chắn có nỗi khổ riêng. Nỗi khổ? Ông ấy có nỗi khổ gì chứ? 3 năm trước đó không phải vì ông ấy thì tôi sẽ gặp phải chuyện đó sao? Ông ấy có từng hỏi thăm cô nào không? Lúc mẹ tôi chết, tôi đi khắp nơi nhờ người tìm ông ấy. Ông ấy có xuất hiện không? Một người có thể nhẫn tâm tới nỗi mặc kệ cả vợ và con của mình thì chú nói đi, Nói thử đi, là ông ấy đã có nỗi khổ gì? Khả Hưng, cháu nghe lời đi, nơi này không phải nơi để cãi nhau được không? Chú cũng không có cách giải thích rõ ràng với ông ấy phải không? Được rồi, tôi cuối cùng cũng đã hiểu. Tôi không có một người bố như ông. Ông vĩnh viễn đừng tìm tới tôi nữa. Cho dù tôi có chết ở bên ngoài cũng không liên quan tới ông đâu. Khả Hưng, đợi đã. Mấy ngày này hai cậu phụ trách chăm sóc cho Khả Hưng đi. Cầm lấy cái này, trên đó có ghi mật mã, nhất định phải đảm bảo an toàn cho nó, có biết không? Chú yên tâm đi, chú mất kính. Đi đi, nói với bố nuôi hãy yên tâm. Ông chủ, tôi chừng đứt tay đó. Nào, để tôi. Món đồ tốt biết bao nhiêu. Đúng là đáng tiếc quá. Từ nhỏ tính khí đi như vậy rồi, sửa không được. Ông chủ, tại sao lại không cho Khả Hưng ở lại đây? Bây giờ chúng ta có năng lực, có thể bảo vệ tốt cho cô chủ. Cậu nghĩ tôi mong là con bé biết chúng ta đang làm gì hay sao? Lúc trước đưa hai mẹ con của họ ra nước ngoài chính là vì có quá nhiều người thù oán. Mẹ của con bé biết rất nhiều chuyện của tôi, nhưng Khả Hân thì không. Tôi và mẹ của nó đều cùng một cách nghĩ, là hy vọng con bé mãi mãi đừng biết bố của nó làm nghề gì. Cho nên ông chủ, tuy rằng bây giờ cô ấy rất bướng bỉnh, nhưng cũng nên hiểu, dù sao từ nhỏ đã không thể ở bên cạnh ông. Hơn nữa, lại từng gặp phải chuyện đó. Cậu thực sự nghĩ rằng tôi không muốn giữ con bé lại bên cạnh sao? Là tôi không dám. Vậy thì cậu giao Khả Hân cho Thiết Quan Âm đi. Hai hôm nay kêu cô ấy đưa con bé đi chơi mua quần áo. Con gái với nhau dễ bắt chuyện hơn. Nhưng mà tôi đã cho Lê Nhược Sơn và Mục Thanh chăm sóc Khả Hân rồi. Tại sao? Kỹ năng của hai cậu ấy ông cũng biết rất rõ. Lần này lại bảo vệ được cho Khả Hân. Tôi nghĩ hai người họ là người thích hợp để làm vệ sĩ. Cậu nghĩ sao? Ông chủ, mong ông đừng hiểu lầm. Tôi đang nghĩ như vậy. Đại Khuôn đang chơi trò trốn tìm cùng với cảnh sát, lại bận việc mở công xưởng xuất hàng. Bên phía Quan Âm cũng đang bận việc, cho nên rất khó để làm việc khác. Còn về Đầu Hành, cậu ta chỉ bận việc cỏ rơm, ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy đâu. Cho nên tôi mới sắp xếp cho Mục Thanh và Nhược Sơn chăm sóc cho Khả Hưng. Nếu như ông cảm thấy không thích hợp thì cứ làm theo lời cậu nói đi. Tôi kiểm tra rồi, 1 triệu đó. Bên trong đó đâu phải là tiền, rõ ràng là mới rắc rối. Cậu dám tiêu sao? Cho cũng đã cho rồi, có gì mà không dám tiêu. Nhưng anh nói coi, bố nuôi đẩy Khả Hân cho chúng ta, rốt cuộc ông ấy là có ý gì? Cậu thật sự cho rằng bố nuôi của cậu đẩy Khả Hân cho chúng ta thật sao? Nếu bố nuôi không có ý đó, thì mắt kính cũng không dám nói như vậy. Dù sao chú mắt kính và anh Đại Khôn cùng một phe với nhau, họ có năng lực đẩy Âu Khả Hân đến bên cạnh chúng ta, cũng sẽ có năng lực cướp thêm vài địa bàn của chúng ta. Bây giờ, chúng ta phải nhanh chóng điều tra ra nguồn hàng của bò cạp, không có thời gian nữa đâu. Sao anh lại nói mơ hồ vậy, tôi nghe không hiểu gì hết, nói lại đi. Không phí lời với cậu nữa đâu. Giao Khả Hân cho cậu đó, tôi đi trước đi. Đồ không biết xấu hổ, đánh chết tên lưu manh này đi. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Có biết tôi là ai không mà dám đánh tôi, giở trò lưu manh đó. Nhược Sơn, cậu đừng nhúng tay vào chuyện này, để mấy cậu em giải quyết đi. Ô Khả Hưng, đồ không biết xấu hổ, đi thôi. Đi thôi, không biết xấu hổ. Sau này đừng có tới nữa nha. Lôi ra ngoài đi. Đồ khốn, được rồi, lần sau đừng để tôi gặp được anh ta, tôi sẽ đánh cho anh ta rụng hết răng. Sau này không còn nhìn thấy anh ta nữa đâu. Anh bị sao về Mục Thanh? Tôi bị người ta bắt nạt đó, sao anh lại đứng trơ đó không làm gì? Dù gì cô cũng tự giải quyết rồi mà. Không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Đau chết thì được, tức chết ở đây nè. Nghiêm trọng vậy sao? Không sao rồi, nè Mục Thanh, anh lái xe đi, tôi uống rượu rồi. Tôi cũng uống rượu mà. Hay là thuê người đi, đúng lúc tôi còn có việc. Khoan đã, anh là có ý gì đây? Anh không giúp tôi thì thôi, bây giờ đưa tôi về cũng không đưa. Tôi hiểu rồi, anh thấy bố của tôi không cần tôi nữa. Bây giờ anh lại trở mặt sao? Không nghiêm trọng như vậy đâu, tôi sẽ đưa cô về mà. Sao mà giống được chứ? Anh tên là Lê Nhược Sơn, anh ta tên Mục Thanh, là anh ta nợ tôi. Tôi nói cho anh biết, từ hôm nay trở đi, tôi đi tới đâu, anh phải đi tới đó. Tôi muốn ăn cơm, anh phải mua cơm cho tôi. Tôi muốn ngủ, anh phải dỗ tôi. Nghe hiểu chưa? Cô tìm vệ sĩ hay tìm bạn trai vậy? Liên quan gì tới anh? Nghe thấy chưa? Nè Khả Hân, tôi biết hôm nay tâm trạng cô không tốt, nhưng đừng lấy lý do này để kiếm chuyện với tôi. Tôi làm việc cho bố của cô, chứ không phải là vệ sĩ cho cô. Được rồi, vậy nếu tôi có chuyện gì thì anh đừng hối hận đó. Nè nè, đừng mà. Đừng có đi. Không phải chứ, anh làm gì vậy? Chút nữa lạc mất thì sao? Anh thiệt tình. Yên tâm đi, lát nữa cô ta sẽ tự quay về. Không phải đã đi rồi sao? Nhìn thấy chưa? Không bướng nữa sao? Xem như anh giỏi. Lái xe đi. Sao anh biết cô ấy sẽ quay lại chứ? Gọi người lái xe đi. Tôi còn có việc đi trước đi. Đi đâu vậy? Đi hẹn hò đó, muốn đi chung sao? Được không? Nằm mơ đi. Nè, có thuê tài xế mới hay không? Trời sắp sáng rồi kìa. Có, kêu liền đây. Có đi nữa hay không? Cô lên xe đi, lên xe trước đi. Chúc mừng sinh nhật của cậu. Chúc mừng. Thôi mệt quá, thổi nến đi. Không phải chứ, Cục trưởng Lương, anh còn chưa hát xong đó. Phải làm theo hình thức, cậu ước luôn đi. Ước nữa sao? Phải, ước đi. Nến tắt rồi đó. Cục trưởng Lương, quà lần này anh tặng tôi thích lắm. Ít ra cũng là một món quà của người trẻ tuổi. Cục trưởng Lương, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Tôi đó, hôm nay tới nhà của ông Âu. Nhưng mà hơi đáng tiếc là không gặp được ông ta. Âu Chấn Hải chủ động hẹn cậu sao? Không phải. Là con gái của ông ta đưa tôi đi. Đây, con gái của ông ta sao? Không phải con gái ông ta đang ở Pháp hay sao chứ? Tôi cũng không rõ. Con gái của ông ta mới về chợ gần đây thôi. Phải rồi, anh điều tra giúp tôi đi. Bên trong này có hình con gái của ông ta, còn có vài tài liệu mà tôi biết được. Sẽ nhanh chóng đưa kết quả cho cậu. Viễn Văn, Cậu phải chuẩn bị tâm lý. Thời gian làm cảnh sát ngầm của cậu phải kéo dài hơn đó. Anh nói vậy là sao? Cục trưởng Lương, là như vậy. Interpol của Trung Quốc đã phát hiện ra một loại ma túy mới, tên là G3307, sắp được chuyển tới Vân Cảng. Một khi loại ma túy này được cung cấp liên tục, cho dù là tốc độ sản xuất hay là độ tinh khiết của nó đều sẽ nâng cao rất nhiều và sẽ gây ra tác hại rất lớn. Rất có khả năng Âu Chấn Hải chính là người tiếp nhận. Âu Chấn Hải sẽ không bỏ qua loại ma túy mới này đâu. Theo nguồn tin đáng tin cậy, người cung cấp nguyên liệu của loại ma túy mới này tên là U Linh. Bộ Công an đã đưa ra công văn nhất định phải bắt được U Linh. Nếu như lúc này chúng ta tiến hành bắt Âu Chấn Hải, vậy thì chắc chắn sẽ bắt dây động rừng. Cho nên tạm thời dừng việc bắt giữ Âu Chấn Hải cho tới khi có lệnh mới. Tạm dừng sao? Vậy còn nhiệm vụ của tôi? Khó khăn lắm cậu mới lọt vào tầm mắt của Âu Chấn Hải, cho nên tổ chức mong cậu hãy bảo vệ tốt bản thân của mình, chờ đợi thời cơ. Một khi thời cơ chín mùi, trong ngoài phối hợp triệt phá mạng lưới buôn bán ma túy này, thì cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay tôi thay mặt tổ chức đưa ra lệnh này cho cậu. Rõ. Nào, sinh nhật vui vẻ, ăn bánh kem đi. Sao vậy? Cục trưởng Lưu, tôi không ngờ nhiệm vụ cảnh sát ngầm này kéo dài lâu như vậy đó. Giai Mục Thanh này không dễ đóng chút nào. Anh ta thuộc dạng điềm tĩnh, ngày ngày giống như là một hoàng tử u sầu gì đó. Nhưng mà còn tôi thì khác. Tôi sợ là mình sẽ không kiềm chế được thôi. Này nhóc con, đây là vấn đề khó mà cậu tự đưa ra cho mình. Cậu coi, giả vờ ngầu bảnh biết mấy, có đúng hay không? Bây giờ tôi không giúp được cậu rồi. Đó không phải điều gì nhiệm vụ sao? Nói ít một câu, ít đi một biểu cảm, ít đi một động tác. Được rồi, tôi hiểu. Tôi chỉ có thể đảm bảo cho cậu một điều. Ngày này năm sau, tôi tuyệt đối sẽ không hát bài chúc mừng sinh nhật cho cậu trong hoàn cảnh này. Có thật vậy không, Cục trưởng Lương? Được. Cậu ăn miếng nào. Cục trưởng Lương, vậy năm sau anh sẽ hát chúc mừng sinh nhật tôi trong hoàn cảnh nào? Bánh kem tôi mua đó, hình như có nhiều kem quá, có đúng hay không? Năm sau anh sẽ hát mừng sinh nhật cho tôi trong hoàn cảnh nào? Sinh nhật vui vẻ. Cục trưởng Lưu, Cục trưởng Lưu, Cục trưởng Lưu. Lên xe. Nửa đêm nửa hôm cậu tìm tôi có chuyện gì? Khả Hân từ Pháp về rồi, anh biết không? Chuyện lớn như vậy sao tôi lại không biết? Đại ca, đã đến lúc nên nghỉ ngơi rồi, hưởng thụ hạnh phúc cuộc sống cho mình. Sống được ngày nào hay ngày đó. Làm nghề như chúng ta không thể cùng một lúc có cả gia đình và sự nghiệp. Đại Đại Khôn, đừng nói lung tung như vậy. Ý của anh là mong đại ca có thể rửa tay gác kiếm, chuyển giao chức quyền sao? Anh gan thiệt đó. Tôi sao mà dám. Nếu nói có tham vọng thì cũng phải tính tới hai thằng nhóc Mục Thanh và Lê Nhược Sơn. Hai người đó đã canh chừng tôi từ lâu lắm rồi. Cứ cách vài ngày là ngoạm đi một mảng kinh doanh của tôi. Chỉ hận không thể nuốt sống tôi thôi. Tôi gọi anh đến chính là chỉ muốn nói với anh, tôi đã sai Mục Thanh đi làm chuyện khác, cho cậu ta làm vệ sĩ cho Khả Hưng, đủ cho cậu ta bận một thời gian. Chiều này rất hay. Không có Mục Thanh ở bên cạnh, Lê Nhược Sơn chỉ là một cái vỏ rỗng, chỉ biết làm liều, không dấy nổi sóng to gió lớn gì. Đúng. Cũng xem như thằng nhóc đó may mắn tìm được một trí đa tinh như vậy. Nếu cậu không có sự giúp đỡ của Mục Thanh, khoảng thời gian này cậu có thể phát triển nhanh vậy sao? Vậy thì đã sao? Trong mắt của đại ca, so sánh Mục Thanh và Lê Nhược Sơn với bốn người chúng ta, chúng chỉ là những đứa miệng còn hôi sữa, Việc chính vẫn phải để cho chúng ta làm. Trong 4 củ gừng già chúng ta thì anh là người cay nhất. Thôi thôi thôi. Cậu về đúng lúc thiệt nha. Cái gì xảy ra vậy? Hai người đỉnh thiệt đó. Không phiền đâu. Hiểu lầm đó, hiểu lầm cái gì? Chuyện này tôi buộc phải giải thích rõ ràng. 10 không có 15 uống 15. Mè đen, mè trắng, mè đen. Trong biển. Được rồi, mau uống đi. Trong biển. Cô thua rồi, cô uống đi. Cho nên đã tắm cho cô ấy, thay một bộ đồ khác. Đó chính là toàn bộ sự việc. Anh tắm cho cô ấy luôn sao? Còn thay bộ đồ khác. Tôi tắm. Tôi mà dám tắm cho cô ấy sao? Tôi lên mạng tìm một nhân viên chăm sóc. Nói là ở nhà của tôi có một bà cụ hơn 80 tuổi, nên chuyện này được giải quyết. Không gạt tôi chứ. Điện thoại đâu rồi? Trong điện thoại của tôi còn có lịch sử đó. Tôi nói cho cậu biết, sau này nếu cậu còn muốn sống cuộc sống yên bình thì đừng chạm vào cô ấy. Chết đó. Cảm ơn nha. Nhưng mà tôi vẫn muốn sống cho tốt. Nhưng mà nhìn cô ấy đẹp thiệt đó. Anh nói coi, nếu cô ấy không phải con gái của bố nuôi tôi, tức là không phải em gái nuôi của tôi, vậy thì tốt quá rồi. Vừa mới nói cái gì đó? Quên rồi sao? Sợ một chút thôi. Đùa thôi mà, có cần phải như vậy không? Tôi bận bịu nửa ngày trời rồi, làm sẵn cho anh đó. Đúng là mất hứng. Đừng có động vào tôi. Đừng có đuổi con đi mà bố. Bố, con muốn về nhà, đừng có đuổi con. Bố, đừng đuổi con đi mà. Con muốn về nhà. Được rồi. Ngủ đi. Ngoan nha. Con muốn về nhà. Mùi rượu nồng nặc thiệt đó. Bây giờ vẫn còn mùi rượu luôn. Là vì anh đi hẹn hò đó. Không phải anh khóa cửa để tôi ở ngoài hay sao? Còn qua đây làm gì? Tìm gì vậy? Mùi trong phòng này được đó nha. Mục Thanh, Ra đây, tôi có bệnh sạch sẽ đó. Anh mà nằm lên giường của tôi sẽ nổi điên với anh đó nha. Mục Thanh, tôi nói cho anh biết, tốt nhất là anh đừng có nằm trên giường của tôi. Nếu không là anh tiêu đời với tôi đó. Thú vị thiệt nha. Có giường riêng mà không nằm, chạy tới chỗ của tôi. Nhật Sơn, có nhìn thấy điện thoại của tôi không? Tôi đâu nhìn thấy điện thoại của anh. Anh tự về nhà mà tìm đi. Đừng có đứng đó nữa được không? may mà anh không ngủ trên giường của tôi đó. Xem như thằng nhóc của anh biết điều. Tôi khóa trái cửa rồi, anh có mật khẩu cũng không vào được đâu. Tôi cảnh cáo anh thêm một lần nữa, đừng có hòng chiếm giường của tôi. Nè, cậu đang giỡn với tôi đó sao? Cậu có biết ai đang ở trong nhà của tôi không? Tôi không biết, ngủ ngon nha. Mở cửa. Vinh Ngọc, Vinh Ngọc, Vinh Ngọc. Nè, sức khỏe của anh cũng tốt thiệt đó. Tôi còn tưởng là buổi sáng chắc chắn anh dậy không nổi. Đó là cậu, còn tôi thì không. Có chuyện gì đặc sắc xảy ra hay không? Hôm qua thật ra tôi để cửa cho anh rồi. Chẳng phải anh không muốn về sao? Nói tới cùng thì vẫn là không muốn về. Cậu là cậu, còn tôi là tôi. Những chuyện mà cậu làm được, tôi chưa chắc có thể làm được. Đều là đàn ông với nhau, đừng có giả bộ nữa. Anh nói coi, hiếm khi tôi hào phóng như vậy, dừng cơ hội cho anh. Sao lại không biết trân trọng chút nào hết vậy? Chúng ta có thể đừng tốn tâm sức lên những việc nhảm nhí này không? Bây giờ chúng ta đã bị Đại Khôn cướp hết bao nhiêu điểm kinh doanh. Ông Âu không hề có thái độ gì hết. Tôi còn vốn tưởng rằng vô tình cứu được cô chủ Âu đó là có thể có một bước ngoặt. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta đã đứng ở trước cửa luôn rồi, tới gặp cũng không gặp được. Chuyện này đổ thừa cho ai chứ? Không phải anh muốn nói đi hay sao, có đúng không? Chúng ta chỉ cần ở đó thêm một chút thôi, chẳng phải sẽ gặp được sao? Những chuyện này đều không quan trọng. Bây giờ cậu phải hiểu rõ một điều, cho dù chúng ta làm gì làm thế nào thì trong mắt của ông Âu đều không đáng được nhắc tới. Nói đúng rồi đó, không phải đã có cơ hội sao? Hai chúng ta giải quyết tốt Khả Hưng. Vậy thì sau này ngày nào cũng có thể gặp được bố nuôi. Giải quyết? Giải quyết cái gì? Cậu giải quyết sao? Có phải là cậu vẫn chưa tỉnh rượu hay không? Nè, anh về ngay lập tức cho tôi. Đáng đời. Chúng ta còn chưa bàn xong vụ chuyện bò cạp mà. Mục Thanh, anh nói rõ cho tôi, tại sao tôi lại ăn mặc như vậy, còn nằm trên giường của anh? Không lẽ cô đã quên hôm qua cô uống rượu say hay sao? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh giải thích cho tôi đi. Tôi biết ngay là sẽ có một màn dớ dẫn như vậy mà. Anh là có ý gì? Hôm qua tâm trạng của cô không được tốt. Lê Nhược Sơn đã uống rượu suốt cả đêm với cô. Kết quả phát hiện ra tính tình của cô sau khi say cũng không được tốt lắm. Cho nên cậu ấy đã đưa cô tới chỗ của tôi. Cậu ấy nói bây giờ tôi là vệ sĩ của cô, cho nên chuyện này tôi nên chịu trách nhiệm. Cho nên tôi đã nằm không cũng trúng đạn đó. Còn nói về quần áo của cô thì chính là Lê Nhược Sơn thuê một bác giúp việc thay đồ cho cô. Thì ra là vậy sao? Đương nhiên là vậy rồi. Mà cô chủ, cô có thể suy nghĩ về thân phận của mình không? Cô là con một của ông Âu, còn tôi và Nhược Sơn lại làm việc cho ông Âu. Ai dám chạm vào cô chứ? Hình như cũng rất có lý. Cô chủ, tôi cảm thấy sau này cô vẫn nên chú ý hơn một chút. Một người đàn ông bình thường đều không có hứng thú với một người phụ nữ bê bết, chưa kể còn uống say và nổi điên lên như vậy. Có được không? Là vậy sao? Phải đó. Làm gì vậy? Không phải là áo của anh sao? Trả cho anh đó. Vậy thì cô cứ từ từ thay thôi, chút nữa đưa cho tôi là được. Khoan đã, đợi tôi ở nhà xe. Nửa tiếng sau đi dạo phố cho tỉnh rượu với tôi, có được không? Được rồi, dạo phố thì dạo phố. Dạo phố đúng là vui, hả giận thiệt đó. Chút nữa bên đó còn nữa kìa. Lát nữa chúng ta lại đi đi. Uống ly trà với tôi trước đã, khát quá, mệt chết đi được. Đi gọi ly trà cho tôi đi. Kêu phục vụ gọi là được rồi, tại sao phải kêu tôi gọi? Kêu anh gọi thì anh gọi đi. Làm ơn đi. Mà nè, đổi sang đá xay đi. Tôi nghe điện thoại trước nha. Nè, anh vẫn còn chưa gọi nước đó. Alo, có chuyện gì? Đang ở đâu? Tôi đang dạo phố với đại tiểu thư. Có chuyện gì sao? Dạo phố cái gì? Âu Khả Hân này đúng là khắc tình đó. Mau dứt của nợ đó cho tôi đi. Anh mà còn như vậy hai chúng ta tiêu đời thiệt đó. Đại khôn đã tới cướp mối làm ăn của chúng ta. Ông ta cố tình làm như vậy. Đâu chỉ có cố tình, mà là cướp một cách trắng trợn. Bây giờ tạm thời đừng có quản. Chúng ta tạm thời không thể động vào người của anh đại khôn. Nhưng bên phía bò cạp, chúng ta phải khử hắn. Khử ngay tối nay. Cậu chắc là tối nay sao? Tôi đã cho người theo hắn rồi. Anh mau về bàn bạc đi. Được rồi, vậy chút gặp. Đêm nay lấy quần áo vào. Cô chủ, tôi không thể đi dạo cùng với cô. Tôi có một chuyện cực kỳ quan trọng phải về xử lý. Tôi đưa cô về nha. Đi thôi đi thôi, vẫn chưa uống trà xong mà. Đi thôi, có ai như anh không chứ? Không được, quá nguy hiểm. Vậy cậu nói coi, có cách gì tốt hơn? Nếu tôi có cách hay thì hỏi anh làm gì? Cứ làm theo những gì trước đây chúng ta nói đi. Còn nữa, tuyệt đối không được để anh Đại Khôn phát hiện ra đó. Được thôi. Được đó anh Bò Cạp. Anh đúng là có bản lĩnh. Lấy hàng nhái làm hàng thật, lấy danh nghĩa của tổ chức Khay ngư ông đắc lợi. Hắn còn không tìm ra được chúng ta. Đỉnh đó nha anh. Tổ chức Khay chính là một con voi. Vậy còn chúng ta là gì đây? Là chuột đó. Nhưng mà có lúc chuột cũng có thể thủ tiêu voi. Đó là lúc chuột chui vào mũi của voi. Bước tiếp theo, đợi chúng ta kiếm đủ tiền rồi, vậy thì chúng ta sẽ có thể ngang hàng với tổ chức Khay. Mau, tắt đèn đi. Anh Bò Cạp, cảnh tối lửa tắt đèn như vậy, các anh có nhìn thấy rõ gì chứ? Lê Nhược Sơn và Mục Thanh. Mục Thanh và Lê Nhược Sơn thành khẩn tới thăm hỏi, mong anh Bò Cạp có thể lộ diện, gặp mặt. Đại ca, chỉ có bọn chúng thôi, làm sao đây? Chắc chắn không có người khác hay là xe khác chứ? Chắc chắn. Hai thằng nhóc này cũng to gan thiệt đó. Anh Bò Cạp, chúng tôi đến bàn chuyện chính đó. Anh hãy gặp mặt một chút đi. Đại ca, xử lý hai người họ luôn cho rồi đi. Lê Nhược Sơn là con nuôi của tên họ Âu đó, không làm ổn thỏa sẽ gặp rắc rối. Không sao, chỉ có hai đứa nó thôi, có thể làm gì chúng ta. Đem theo vũ khí, đi. Thì ra anh Bò Cạp ở đây thiệt sao? Vậy mà không lên tiếng, làm anh em chúng tôi hét khô cả giọng. Hai người anh em tìm tôi có chuyện gì sao? Anh Bò Cạp, tôi chỉ là muốn tìm anh bàn chuyện làm ăn. Bàn chuyện làm ăn thì được, giao vũ khí ra đây trước. Bàn chuyện làm ăn mà đem vũ khí cái gì? Kiểm tra đi. Đại ca, không có. Sao hôm nay lại tìm tới chỗ của tôi? Trong tập đoàn muốn tìm một người cùng ngành rất dễ, nhưng anh Bò Cạp có thể yên tâm, lần này chúng tôi tới là có mang thành ý tới. Xem thử là gì. Là Ephedin. Anh Bò Cạp, lần này đã đến lúc anh tin hai chúng tôi rồi. Hai cậu là có ý gì đây? Chỉ có một ý thôi. Anh Bò Cạp nổi tiếng như vậy, nhưng mà căn cứ này của anh đúng là có chút mộc mạc đó. Chúng tôi là người làm ăn nhỏ, không thể so với người của đường kim qua các cậu. Các cậu mua ít thuốc, cùng áo vest, giày da. Người ta không biết, còn tưởng hai người môi giới nhà đất. Anh Bò Cạp, môi giới làm gì kiếm được nhiều như ngành chúng ta. Lần này chúng tôi tới là muốn bàn chuyện hợp tác, sản xuất danh Bò Cạp, làm ăn thôi. Được. Nếm thử hàng này đi. Anh Bò Cạp, thứ thấp kém như vậy hoàn toàn không hấp dẫn được chúng tôi đâu. Không hấp dẫn được các cậu, nhưng có thể hấp dẫn được các con nghiện. Không ngờ chứ gì, tôi gia công hàng tốt là có thể tăng thêm 40% lượng hàng, cũng có thể kiếm thêm 40% số tiền. Hợp tác với các cậu dựa vào đâu? Anh Bò Cạp, theo như chúng tôi biết, hàng của anh còn không vào được túi của thương buôn lớn, cũng không vào được những địa bàn náo nhiệt như bây giờ. Cùng lắm thì anh chỉ dựa vào bọn nhóc dưới tay của mình đi tuồn hàng, làm vài lần rồi đổi chỗ. Thực sự rất thiếu chuyên nghiệp đó. Nhưng mà nếu đã có hai anh em chúng tôi, chúng tôi có thể đảm bảo tương lai của anh sẽ kiếm được gấp đôi hiện tại. Anh Bò Cạp, xe nguyên liệu ngoài cửa là quà gặp mặt của anh em chúng tôi tặng cho anh đó. Nói như vậy, các cậu muốn tới theo phe của tôi. Anh Bò Cạp, nghi thức chào đón này của anh hơi long trọng rồi đó. Nếu Mục Thanh tới tìm tôi thì còn nói nghe được, chứ còn Lê Nhược Sơn cậu, con nuôi của ông trùm Âu Chấn Hải, không tới nổi hả? Rốt cuộc là muốn làm gì đây? Anh Bò Cạp, hôm nay tôi dám đến thì không sợ mất mặt. Danh nghĩa con nuôi mà Lê Nhược Sơn tôi có, chỉ là có tiếng mà không có miếng. Bố nuôi hoàn toàn không coi tôi ra gì. Hai anh em chúng tôi đã cố gắng hết mình vì tổ chức Khê, tất cả công lao đều tính cho tứ đại kim cang. Mấy địa bàn ở đường Kim Hoa là do anh em chúng tôi đổi bằng mạng mà có, đều cho đại khôn lấy hết. Đổi lại là anh Bò Cạp đó, anh có thể nhịn không? Tôi không phục đâu. Còn cái dùng Hưng Hơn, khu phát triển, toàn bộ đều cho tôi và Lê Nhược Sinh giành được. Bây giờ thì sao? Đều đã cho bọn đầu hành Tây. Nói thật nha, không chỉ Lê Nhược Sinh mà ngay cả tôi cũng không nhịn. Anh Bò Cạp, chúng tôi thật sự nghe nói anh là người trượng nghĩa, cho nên mới muốn hợp tác với anh. Chỉ cần anh Bò Cạp đồng ý, nguyên liệu và nguồn tiêu thụ chúng tôi sẽ lo. Phải đó, anh Bò Cạp. Lúc đó anh chỉ cần nằm trên giường đợi từng món tiền lớn nhét vào trong túi của anh thôi. Dựa vào cái gì mà tôi phải tin hai người? Xe nguyên liệu ngoài cửa đáng giá hơn 2 triệu. Có tính là thành ý của chúng tôi không? Kiểm tra hàng xong rồi nói. Mấy anh em đang uống sao? Vất vả rồi, uống một ly đi. Được rồi, chờ một chút. Đại ca kêu kiểm tra độ tinh khiết. Đại ca, đã kiểm tra xong. Nhắc lại một lần nữa, sếp Mục đã dặn dò rồi, tuyệt đối không được giết người. Đã hiểu, đeo vào. Cậu đó đi mở cửa đi. Vừa nãy anh thua mà. Đi mở cửa đi, nhanh lên. Nào nào nào. Cạn một ly đi. Nào, cạn. Đi lấy vũ khí. Đứng lại đó. Đi đi, nhanh lên, đi mau. Nhanh lên, đi mau. Nhanh. Đi nhanh lên. Nhanh lên. Anh Bò Cạp, hợp tác vui vẻ. Được rồi. Cảm ơn anh Bò Cạp đã tin tưởng nha. Đại ca, có chuyện rồi. Đại ca, đứng im hết. Giết chết hắn, mau. Đứng lên. Cậu tới trễ rồi nha. Anh Bò Cạp, anh chết đầu tiên. Có viên ngôn gì không? Ông đây không con không cái, nói cho tụi mày nghe là để chuẩn bị phúng điếu cho tao sao? Bây giờ tao bắn bể đầu của mày. Nhược Sơn, một phát bắn chết hắn có lợi cho hắn quá. Chúng ta đổi cách khác đi. Đi. Còn có tiết mục giải trí sao? Muốn gì đây? Vốn chỉ là để chúng ta dùng lúc bỏ trốn. Bây giờ không dùng tới nữa thì để cho Bò Cạp làm quan tài đi. Dẫn qua đó. Khoan, chờ một chút. Dù là nó hơi tồi tàn cũng là một chiếc thuyền. Làm quan tài cho hắn có phải hơi phí hay không? Không cần phiền như vậy đâu. Ra tay hơi tàn nhẫn một chút, nhưng mày cũng không đau đớn gì. Đừng có trách tao. Cậu đứng đó làm gì? Dọn dẹp đi chứ. Còn chiếc thuyền đó kéo về đi. Tiết kiệm một chút. Đại ca, vậy còn hắn thì làm sao? Cậu muốn giữ để trừ tà hả? Tôi phải nhắc nhở cậu, đội chống ma túy đã theo dõi Bò Cạp từ rất lâu. Giống chỉ thu lưới bắt cá, cho nên hôm nay tôi mặc kệ cậu giăng bẫy như thế nào. Cuối cùng nhất định phải để Bò Cạp lại cho Bao Chân Hải bắt. Chúng ta còn cần lấy được nhiều manh mối hơn từ hắn. Đội trưởng Bao, lục soát hoàn tất, chưa phát hiện mục tiêu, cho lên bờ. Alo, đội trưởng Bao, có chuyện rồi. Nè, đã mua đồ cô thích ăn rồi đó. Mau ăn đi. Anh lừa con nít đó sao? Tối qua anh đã đi đâu? Cả đêm không về. Không ăn đúng không? Giờ tôi đem bỏ. Tôi mặc kệ. Tôi biết rồi. Anh đi ăn chơi trác tán với Lê Nhược Sơn. Phải, tôi đi ăn chơi trác tán thì làm sao? Làm sao? Anh mới làm sao đó. Dữ dằn như vậy. Tay áo của anh bị gì vậy? Sao lại có máu? Anh đã bị thương sao? Anh qua đây, qua đây. Thiệt tình. Cô chủ, giống chỉ tôi là vệ sĩ. Mỗi ngày da chạm chỗ này, da chạm chỗ kia, bị thương chút đỉnh thôi mà. Cô làm ơn mau ăn đi. Tôi còn đi thay quần áo. Anh ngồi xuống. Ngồi xuống, tôi cho anh đứng dậy chưa? Không phải tôi đã nói với anh, sau này tôi đi đâu thì anh cứ đi đó, làm vệ sĩ bên cạnh tôi. Bây giờ thì hay rồi. Anh bỏ tôi ở nhà một mình, ra ngoài bảo vệ người ta. Lỡ như có người khác xông cửa vào đây, tôi bị thương thì phải làm sao đây? Anh đang nói sao với bố của tôi? Nè cô chủ à, tôi chưa từng ép cô chọn tôi làm vệ sĩ của cô. Cho nên nếu như cô có bất cứ bất mãn nào với tôi thì có thể đổi người. Tôi không đổi đó. Tôi còn chưa hành anh đủ mà. Không được đi. Đường đường là đại tiểu thương nhà họ Âu, khó khăn lắm mới về nước. Tại sao lại không ở nhà với ông Âu đi chứ? Cô ở nhà với ông Âu là an toàn nhất rồi. Muốn có vệ sĩ như thế nào thì tùy ý cô chọn, tùy ý cô hành, tùy ý cô sai khiến. Tôi không muốn. Với lại là ông ấy không muốn tôi ở cùng đó thôi. Tại sao? Anh hỏi tôi sao? Đi hỏi ông ấy đi. Có người bố nào như vậy không? Bình thường bỏ mặt tôi thì thôi đi. Tôi đi tới trước mặt của ông ấy, nhìn ông ấy có thái độ gì với tôi không? Giống như kêu tôi biến đi càng xa càng tốt. Tôi biết rồi. Có phải là ông ấy đang làm chuyện gì đó xấu xa hay không? Cho nên mới tránh xa tôi như vậy. Nếu như cô đã không muốn ở lại đây, sao không về Pháp đi? Anh tưởng tôi muốn về đây lắm sao? Chuyện của tôi không nói rõ trong một câu được đâu. Anh đó cứ lo làm tốt bổn phận vệ sĩ của mình. Hiểu chưa? Rồi. Tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở cô một câu. Nếu cô có bất cứ bất mãn gì với tôi thì có thể thay tôi bất cứ khi nào. Tôi không có buồn đâu. Không ăn đâu. Tự mua sao lại không ăn? Tôi thay đồ đây. Đừng có chào đó. Làm gì vậy không biết? Uống phải thuốc nổ sao? Còn thiếu anh thôi đó, sao còn chưa tới? Anh có chắc là anh về đưa bữa sáng hay không? Hay là mượn danh nghĩa đưa bữa sáng chạy về? Có phải cô Âu nói là nhớ anh được không? Tôi sẽ cẩn thận lưu lại nội dung cậu gửi. Sau này có cơ hội đưa cho bố nuôi của cậu coi. Coi cậu giải thích sao đây? Cục trưởng, chúng tôi đã nắm được chứng cứ bắt bọ cạp và ổ chế thuốc phiện của hắn. Anh nói coi, nếu như anh hạ lệnh sớm hơn cũng không tới nỗi như bây giờ. Bọ cạp mà chết, có rất nhiều vụ án trở thành vụ án không manh mối, phải điều tra lại đó. Xin chào, Lưu Hạng Sơn nghe đây. Đồng chí của Sở Cảnh sát tỉnh khi nào tới? Được rồi, yên tâm, tôi sẽ thu xếp. Tôi biết hết rồi. Hai người quay về trước đi. Cục trưởng Lương, một lát tôi sẽ khuyên anh ấy. Chuyện của bò cạp là do tôi thất trách. Xin tổ chức hãy trừng phạt tôi. Chuyện của bò cạp là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan tới cậu đâu. Chuyện sau này nói sau đi. Hôm nay tôi tới là muốn cho cậu biết, Tổng đội phòng chống ma túy Sở Cảnh sát tỉnh đã cử Vinh Diệu tới Vân Cảng. Anh ấy tới làm gì? Còn nhớ về loại ma túy mới tôi nói với cậu lần trước hay không? Có thể Âu Chấn Hải muốn lấy nó. Vinh Diệu tới là vì chuyện này, cũng không có gì ngạc nhiên. Hơn nữa trong nhiệm vụ sau này cần hai người trong ứng ngoại hợp, phối hợp với nhau. Vinh Ngọc là em gái ruột của cậu ấy. Vinh Diệu vốn đã vô cùng buồn bã vì sự hy sinh của cô ấy. Cho nên nếu sau này hành động, cậu ấy có hành vi cá nhân nào với cậu, tôi hy vọng cậu có thể hiểu cho. Đồng thời tôi muốn nhắc nhở cậu, đừng vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng tới chuyện lớn. Tôi hiểu rồi. Nào nào nào, các anh em, cạn đi cạn đi. Cạn đi. Hôm nay không say không về. Tất cả cùng chơi xả láng đi. Nhạc đâu? Lên nhạc. Lên nhạc đi. Lên nhạc cho tôi. Lên nhạc đi. Sự nhiệt tình của anh như là ngọn đuốc, đốt cháy cả sa mạc rộng lớn. Mặt trời nhìn thấy anh cũng sẽ trốn chạy. Nó cũng sợ ngọn đuốc của tình yêu anh. Vẻ mặt này là sao đây? Sao lại ngồi đây? Không thấy mình vô vị sao? Các em qua đây hết đi. Không cần đâu. Cổ họng của tôi không thoải mái, uống rượu để thấm giọng. Anh nói coi khó khăn lắm chúng ta mới làm được một trận hay ho như vậy. Sao anh lại không xả láng một bữa đi? Chơi xả láng đi có sao đâu. Nè Nhược Sơn, cách hưởng thụ của mỗi người không giống nhau. Cách hưởng thụ của tôi là thích ngồi một mình đó. Và bây giờ tôi cảm thấy rất là vui, trong lòng đang khấp khởi đây. Anh là người hướng nội sao? Nào, cạn một ly. Nè, tắt nhạc đi. Alo, chú nói đi. Được, không thành vấn đề. Không thành vấn đề đâu. Dạ. Anh đoán xem là ai? Là ai? Bố nuôi muốn gặp chúng ta đó. Thật vậy sao? Ngày chúng ta ngóc đầu dậy sắp tới rồi. Khi nào gặp vậy? Gặp bây giờ, liền ngay và lập tức. Nhưng phải giải quyết một vấn đề lớn. Vấn đề gì vậy? Dẫn theo Âu Khả Hân. Tôi không đi. Đừng mà cô chủ. Chú mắt kính đó đã cố ý dặn dò bố nuôi muốn gặp cô. Đây là nhiệm vụ giao cho tôi. Nếu như cô không đi, không phải là làm khó tôi hay sao? Tôi không đi. Đã nghe thấy chưa? Hôm đó ông ấy có thái độ gì với tôi, anh cũng nhìn thấy rồi. Ông ấy kêu tôi đi, còn kêu tôi về lại nước ngoài đi. Bây giờ còn muốn gặp tôi là sao? Tôi cũng có thể diện đó. Cô nói coi, cô là con gái, cô so đo với bố mình làm gì? Cô với bố nuôi là người thân ruột thịt, máu mủ tình thâm. Nếu là người thân một nhà rồi, trái một câu bố nuôi phải một câu bố nuôi, anh mới thực sự là người thân một nhà đó. Gọi thân thiết như vậy sao? Chỉ là người ngoài thôi. Bố tôi muốn gặp không trực tiếp tới đón tôi sao? Còn kêu người ngoài đưa tôi về. Ông ấy, có lẽ là ông ấy không thể hiện ra thôi. Tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng không đi. Nếu muốn tôi đi, hai người trói tôi lại là được rồi. Cái này tôi không dám đâu. Cô chủ à, bọn tôi ở đây là muốn bàn bạc đàng hoàng với cô. Bàn bạc sao? Vậy thì được rồi. Hay là như vậy, hôm nay anh đi nói với ông ấy. Mấy ngày nay tôi không ăn không uống, đêm không ngủ. Có thể đáng thương thế nào thì nói thế đó, có thể phóng đại bao nhiêu thì cứ nói bấy nhiêu. Tại sao? Anh ngốc sao? Tôi là muốn ông ấy đau lòng đó. Chỉ có đau lòng thì mới cảm thấy áy náy, mới đối tốt với con gái một chút. Tôi muốn trói ông ấy lại bằng xiềng xích của tình cảm và đạo đức, thì mới có những ngày tháng tốt đẹp. Lý luận rất rõ ràng, rất có lý. Chốt nha. Chốt. Vậy thì tôi sẽ đi thay quần áo ngay đây. Chờ một chút. Khả Hưng, chào mừng về nhà. Ông ấy muốn gặp tôi thật sao? Phải đó. Mấy ngày nay liên tục nhắc tới tiểu thư. Hôm nay đích thân xuống bếp, nói là muốn thăm hỏi cháu đàng hoàng. Chắc đã biết mình sai chuyện gì. Để xem hôm nay ông ấy xin lỗi tôi ra sao. Cháu vào nhà nên nói vài câu dễ nghe nha. Tôi không nói đó. Mục Thanh, sau khi vào nhà lên tầng 2, ngày ấy đợi cậu ở phòng sách. Còn tôi, ngày ấy thích ăn cá, cậu biết đó. Ngày ấy kêu cậu ra ao phía sau bắt cá làm thịt đó. Anh nói coi, sao bố nuôi lại bắt tôi làm cá chứ? Cậu không biết hay là không dám? Không biết. Dĩ nhiên là không biết rồi. Nhưng thiệt tình là không dám. Ngay cả bò cạp cũng giết rồi, mà còn nói không dám giết cá. Có thể giống nhau sao? Cá đáng thương biết bao, sao có thể giết cá chứ? Vậy thì cứ học đi. Hãy nhớ lấy, không được chọc thủng mật cá. Nếu không ăn cá sẽ rất đắng. Đi đi, đầu bếp. Nhưng mật cá ở đâu? Nè, nè. Vào đi. Ông, tôi nhiều năm rồi không đụng tới dao thớt, cứng tay lắm rồi. Hôm nay phải nấu bữa cơm cho mọi người. Cậu tới cướp ít cho tôi đi. Thực đơn tùy duyên, của duyên mà viết. Chỉ có người xưa hiểu cách ăn uống. Cậu xem, nguyên liệu không nhiều, chỉ có mấy loại đều dựa vào sự kết hợp khác nhau, chế biến ra mọi hương vị khác nhau. So với cách làm lòe loẹt như bây giờ, không biết những người tài giỏi đi đâu hết rồi. Nấu ăn cũng giống như bào chế thuốc đông y. Trong thuốc đông y chú trọng vua tôi. Nguyên liệu và gia vị cũng nên phân rõ cái chính, cái phụ. Nếu như mùi vị của gia vị quá nặng, lấn át đi mùi vị ban đầu của nguyên liệu, vậy thì không được. Ông là đang muốn nói tôi và Nhược Sơn? Không chỉ là các cậu, mà là cả tập đoàn. Biết tại sao tôi muốn gặp riêng cậu không? Là bởi vì bò cạp. Chỉ là một con bò cạp nhỏ không có đủ tư cách khiến cậu phải đứng trước mặt của tôi. Bây giờ trong cái nồi tập đoàn này có đủ loại nguyên liệu, tất cả trộn lẫn vào nhau. Vua tôi không nhường chính phụ khó phân. Tôi muốn thêm một chút nguyên liệu vào đó, thay đổi chút khẩu vị thôi. Tôi hiểu. Ông, nếu làm như vậy, ông không sợ vì chuyện nhỏ mà hỏng chuyện lớn sao? Cái gì là nhỏ? Cái gì là lớn? Nghi ngờ là nhỏ, buôn bán là lớn. Tên nhóc như cậu cũng thú vị thiệt đó. Con người của cậu không có tật xấu. Sau khi đi theo Nhật Sơn, trung thực và tận tâm, cũng không có tật xấu. Nhưng mà có một chỗ tôi nghĩ không ra. Dựa vào năng lực của cậu, sao lại tới chỗ của chúng tôi, đi theo một thằng nhóc như là Nhật Sơn? Đương nhiên là vì thăng chức. Thẳng thắn vậy sao? Chỉ là không phức tạp như ngài đang nghĩ mà thôi. Được. Vậy cậu có từng nghĩ một khi bước vào thì sẽ không có đường về không? Sau khi bước vào, đã đen thì không trắng nổi, mà còn đã trắng thì đừng mơ trà trộn qua mắt được cái đen. Có lẽ ông biết rất rõ, trước khi gặp Nhược Sơn, tôi vốn không đen không trắng. Trong những ngày tháng khó khăn đó, tôi đã hiểu một cách sâu sắc rằng giữa trắng và đen hoàn toàn không có khu vực trung lập. Nếu tôi đã chọn đen thì chắc chắn là không trắng được nữa. Nhưng mà với thế lực của ông, sao tôi có thể dám đục nước béo cò? trước mặt của ông chứ. Được lắm. Sở dĩ tôi muốn gặp cậu là không muốn cậu tiếp tục lần mò trong vũng nước đục đó. Tôi muốn cậu bên cạnh tôi, vào trong cái nồi này. Nhưng mà một khi cho gia vị như cậu vào, chắc chắn sẽ phải phân tranh với những thứ trong nồi. Còn về mùi vị của cậu có bị nguyên liệu khác hút lấy hay không, hay là cậu có thể gợi ra hương vị ban đầu của nguyên liệu, tất cả đều dựa vào linh tính của cậu. Người đầu bếp như tôi chỉ có thể rắc cậu vào, tôi không giúp được. Tôi hiểu ý của ông. Tôi và Nhược Sơn nhất định sẽ cố gắng. Cậu đó bình tĩnh và thông minh hơn Nhược Sơn, sau này còn phải nhờ cậu giúp đỡ cho nó. Xuống dưới đợi ăn cơm đi. Dạ, thưa ông. Bố nuôi nói gì với anh vậy? Nấu ăn. Nấu ăn? Giao lưu tay nghề làm bếp sao? Khi nào về sẽ nói cho cậu nghe. Nó ở đây không tiện đâu. Anh thay đổi rồi. Sao tôi lại thay đổi? Quên quang đó. Đâu có, quên quang chỗ nào đâu. Đang nói cái gì vậy? Thì là nói về mấy chuyện làm ăn thôi. Nhược Sơn, dạ, giúp một tay. Tới liền. Đồ quên quang. Làm ăn lại là làm ăn. Anh đó bị bố tôi ép quá mức, cũng không biết cái gì là cuộc sống. Qua đây, múc canh giùm tôi đi. Bố của cô thực sự không chèn ép gì tôi. Ngược lại là cô đó ngày càng sai khiến tôi như là phục vụ. Cô chủ mà không tận dụng tốt quyền hạn của mình thì làm sao? Làm đi. Không phải chứ, giờ bố của cô còn bận rộn trong bếp, cô còn tự ăn trước là vô lễ đó. Canh nguội rồi thì không ngon nữa, quan tâm ông ấy làm gì. Anh không múc thì tôi múc. Lát nữa ông ấy qua đây, cô nhớ nói chuyện tử tế với ông ấy, tuyệt đối đừng cãi nhau. Anh là vệ sĩ của tôi, sao tôi phải nghe lời anh? Chờ một ngày nào đó anh trở thành bạn trai của tôi đi, thì tôi sẽ nghe anh. Đến đây, đến đây. Quanh năm có dư nha. Nào, Nhật Sơn, đặt xuống đây. Nè Khả Hân, con ăn đi. Con không ăn cá được, con bị dị ứng. Vậy sao? Sao bố lại quên mất chuyện này? Không sao, không sao, để bố ăn cá. Ăn cơm thôi. Nhưng mà con rất thích món canh này đó. Con múc cho bố một chén. Có chuyện gì với bố sao? Lần trước đuổi con đi mà, sao lần này lại làm một bàn ăn lớn cho con? Bố làm sao vậy? Hôm nay cá này ai làm? Bố nuôi là con. Có phải là cậu làm dở mật cá rồi không? Anh không biết làm cá sao? Vẫn còn trách bố sao? Nói không trách bố là lừa dối. Nhưng bây giờ đã đỡ hơn rồi. Ở chỗ của Nhược Sinh có quen không? Không đâu tốt bằng nhà của mình. Bố cũng mong mỗi ngày có thể nhìn con ở nhà. Nhưng mà con phải thông cảm cho bố. Bây giờ bố đang có nỗi khổ có được không? Con thông cảm cho bố. Vậy thì bố cũng phải thành thật với con đi. Cái gì chứ? Rốt cuộc là bố đang làm việc gì? Tại sao lại thần thần bí bí hại con có nhà cũng không được về? Đừng có nói là bố làm tình báo quốc gia nha. Làm tình báo. Con chỉ cần nhớ rằng cho dù bố làm gì thì cũng là vì con có một cuộc sống tốt hơn. Còn về việc bố làm gì thì con đừng có hỏi. Đương nhiên là con biết điều này. Nghe nói con tiêu mấy trăm ngàn của Nhược Sơn có thật hay không? Hai người họ tố cáo với bố sao? Thật nhỏ mọn. Con đó đủ rồi. Đừng có thấy hai đứa nó đẹp mày đẹp mặt như vậy. Thật ra kiếm tiền cũng không dễ dàng đâu. Một người con gái như con sinh sống bên ngoài cũng không dễ dàng, cũng cần tiền mà. Thay vì thuyết phục con đừng ăn hiếp bọn họ, chỉ bằng cho con quay về đây đi có được không? Chờ bố chăm lo cho việc làm ăn gần đây ổn định rồi thì bố nhất định sẽ đón con. Có điều bây giờ con phải tránh xa một chút. Bố đang làm gì vậy? Bố lại bắt con về sao? 2 ngày nay con cũng chơi đủ rồi. Cơm đoàn viên cũng đã ăn. Bố đã kêu chú mắt kính chuẩn bị phí đi lại cho con. Con về Pháp trước đi, rồi xem con muốn đi chơi ở châu Âu hay Bắc Mỹ thì đi chơi một chuyến. Nếu con thật sự trở về, con cũng không đi chơi được đâu. Sao vậy? Một khi con trở lại Pháp, nơi duy nhất con có thể đi không phải là tòa án thì là nhà tù. Ý con là sao? 2 ngày trước khi con về đây, có một đám cháy đã bùng phát ở ngoại ô của Pháp. Nếu như bố thật sự muốn biết thì có thể tự điều tra. Bố nuôi thật sự nói như vậy sao? Đương nhiên rồi. Tốt quá rồi. Hôm nay chúng ta chính thức bắt đầu gia nhập vào thành phần nòng cốt của tập đoàn rồi. Chẳng bao lâu sẽ có thể sánh ngang với tứ trụ kim cang. Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng được như mong muốn. Cảm ơn người anh em. Đi thì đi thôi, có gì ghê gớm. Rốt cuộc là ai sai chứ? Đều là giả dối, tất cả đều là giả dối. Cái gì nữa vậy? Tự xem đi. Cái này không phải muốn cô trở về sao? Không lên tiếng không ai nói anh câm đâu. Anh giúp tôi đi. Giúp tôi nghĩ cách đi. Hãy cho tôi lý do. Tôi là con gái của ông chủ anh đó. Đã sắp đi rồi. Lý do này hơi miễn cưỡng nha. Dù gì tôi cũng giúp anh gặp được bố tôi. Anh giúp tôi thì có sao đâu. Không phải là tôi không muốn giúp, mà là hoàn toàn không thể giúp. Ai mà không biết ông Âu nói được làm được, trước giờ đều không nuốt lời. Cô muốn tôi giúp sao chứ? Tôi biết rồi, anh chê tôi phiền phải không? Anh là nhân cơ hội này muốn tôi biến khỏi đây phải không? Nếu như mà tôi nói phải thì sao? Dung ơn bội nghĩa. Khả Hân, nè Khả Hân, đừng có kéo tôi. Đừng có làm loạn Khả Hân. Sao chứ? Ông già kêu tôi quay về ngồi tù đúng không? Tôi chỉ muốn ở lại đây thôi. Cố gắng ở bên cạnh ông ấy. Sao lại khó khăn như vậy chứ? Khả Hân, chuyện này ông Âu không biết, cho nên cháu phải hiểu cho ông ấy. Ông ấy nói rồi, hãy đợi một thời gian đã. Trả vé máy bay đi. Cái này cho cháu. Ý gì đây? Là ông Âu tặng cháu. Tiền sinh hoạt ở trong nước. Cầm lấy. Nào, nói với ông ấy, không có đồng tiền dơ bẩn của ông ấy tôi vẫn sống tốt. Mục Thanh, cậu cầm lấy số tiền này. Những ngày này còn cần cậu chăm sóc cho Khả Hân. Chú mắt kính vẫn còn phải chăm sóc sao? Vậy chuyện làm ăn của chúng tôi phải làm sao đây? Đây là ý của ông Âu. Cầm lấy đi. Tiền của tôi dựa vào đâu mà đưa anh? Mở cửa xe. Chú mắt kính, giúp tôi chuyển lời với ông ấy. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho Khả Hưng đàng hoàng. Đi đi.